Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là cci channel trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu để các bạn hai cái sự kiện hai cái trò chơi mới ở trên momo và các bạn có thể tham gia để chúng ta có thể kiếm tiền mặt cũng như là kiếm các cái voucher ok trước khi đến với video thì mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ dành cho những cái bạn đang chưa có tài khoản momo và các bạn đang có ý định đăng ký thì hiện tại Momo đang có chương trình đó là khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản Momo thì các bạn sẽ nhận được một cái gói quà trị giá từ 400 cho tới 600.000 Đó một cái gói quà voucher Thì các bước thì các bạn sẽ cần phải tải ứng dụng này Nhập số điện thoại, mã xác thực, tạo mật khẩu, nhập thông tin Đó và thông tin này thì các bạn có thể là nhập cái mã giới thiệu của mình vào Thì mình sẽ để cái link tải cũng như là cái mã giới thiệu dưới cái phần mô tả Tuy nhiên là để chúng ta nhận được quà thì có một cái phần rất là quan trọng và mình thấy cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc. Đó là tại sao mà các bạn đã liên kết ngân hàng rồi, chúng ta đã nạp tiền vào rồi nhưng mà các bạn không được cái gói quà. Đó là bởi vì các bạn đã liên kết những cái tài khoản với những cái ngân hàng mà hiện tại Momo nó không còn hỗ trợ cho chúng ta. Tức là khi mà các bạn liên kết những cái ngân hàng đó thì bạn vẫn có thể liên kết được. Tuy nhiên khi mà liên kết thì bạn sẽ không nhận được cái gói quà từ 400 cho tới 600 nghìn. Mà hiện tại thì những cái ngân hàng mà Momo nó hỗ trợ liên kết bao gồm có Vietcombank, Agribank, BIDV, ACB, Sacombank, SCB, Eximbank, SCB, TBBank. Đó, ngoài ra thì có một số ngân hàng như ở phần này thì các bạn có thể đọc qua, chúng ta có thể cáp lại cái màn hình này hoặc là dừng lại video để các bạn đọc hết những cái tên ngân hàng mà hiện tại nó đang hỗ trợ là tặng cho chúng ta cái gói quà, cái phần quà voucher còn đối với những bạn nào mà chúng ta liên kết những cái ngân hàng không thuộc trong các cái ngân hàng này thì các bạn sẽ không nhận được cái gói quà đâu nhé ok rồi thì bây giờ tiếp đến với cái phần chính của video đó là review cho các bạn về hai cái sự kiện sự kiện đầu tiên đó là momozoo thì đây các bạn nếu mà chúng ta không thấy nó hiện ở cái phần đề xuất thì các bạn có thể nhấn vào phần tất cả này ở đây thì nó sẽ hiện lên các cái phần thông tin của chúng ta ở đây mới nhất này các cái sự kiện mới nhất thì nó sẽ hiển thị lên đây thì đây các bạn sẽ mở lên và chúng ta chơi trong cái sự kiện này. À, đầu tiên là giới thiệu qua sự kiện. Thì sự kiện này thì nó sẽ, nó đã diễn ra từ ngày 8 tháng 10 rồi. Và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10. Thì những bạn nào chưa biết tới sự kiện này thì chúng ta có thể vào và các bạn tham gia. Khi mà các bạn tham gia cái sự kiện này thì 100% là các bạn sẽ nhận được tiền thưởng tùy theo cái mức độ chơi, cái level mà các bạn đạt được đặc biệt là cơ hội các bạn có thể nhận tiền thưởng lên tới hàng trăm hàng nghìn lần ở Momo đây ngày 10 tháng 10 chiếc hộp đặc biệt nhân 2 2999, 990 lần và nhân 1990 lần đó và mỗi ngày thì hàng trăm chiếc hộp nhân tài sản như thế này đó sẽ được mở hướng dẫn chơi đầu tiên chúng ta mở sau đó vào tính năng Momo giúp và chúng ta người chơi điều khiển nhân vật của Momo rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái phần chơi ngay nhé đối tượng tham gia người dùng momo chưa liên kết ứng dụng momo với tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng qua cổng napad chưa định danh trên ứng dụng đó thì nói chung là đối tượng tham gia thì nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người kể cả những người mà chưa liên kết thì vẫn có thể tham gia được nhé rồi thì đây các bạn sẽ kích vào phần chơi ngay thì nó sẽ hiển thị cho các bạn qua cái giao diện của cái MomoZoom này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đợi một lát cho nó lót. OK, thì như các bạn thấy đây chính là cái giao diện chơi của tựa game. Thì cái thể lệ chơi thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nháy vào màn hình để cho cái con uh, nhân vật của các bạn nó trượt qua. Đây, ví dụ nha Mình nhảy như thế này. Đó, thì các bạn cứ căn làm sao chúng ta đè cái tay của chúng ta xuống này. Đấy, đó. Mỗi lần như vậy thì các bạn sẽ được một cái phần quà tiền thưởng như các bạn thấy ở đấy. Đó thì chúng ta sẽ chơi càng được càng nhiều điểm, các bạn chơi được càng nhiều điểm ấy thì chúng ta sẽ được càng nhiều phần quà. Và cái phần quà này là những cái phần quà tiền mặt nha các bạn. Đó thì cách chơi thì mình thấy nó cũng khá đơn giản và cũng rất dễ để chúng ta lập kỷ lục. Ok thì mình sẽ thử test xem thử là mình sẽ chơi được bao nhiêu điểm nhá. Rồi, 56 điểm, số điểm 56 điểm. Thì 56 điểm thì mình sẽ được là 56 đồng vào ví này và cộng thêm cái tiền thưởng khi mà mình ăn cái hộp quà nữa là 25 đồng. Đó thì với cái trò chơi này thì chỉ cần anh em tập trung một chút và chúng ta chơi thì các bạn sẽ nếu các bạn chơi được càng nhiều, chúng ta qua được càng những cái nhiều ải thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều tiền nhá. Số điểm của chúng ta sẽ tương đương với số tiền. Thì như các bạn thấy là có những cái người họ chơi đến hàng triệu đồng, rất là khủng. Đấy, mình cũng không biết là chơi được kiểu gì mà chơi lên tiền triệu luôn này. Đó. Thì để kiếm được cái lượt chơi ấy, thì các bạn sẽ vào cái phần nhiệm vụ này đó thì mỗi ngày chúng ta có thể là đăng nhập nhận được 5 cái lượt chơi Chuyển tiền 100 đồng tới bạn bè thì chúng ta sẽ nhận được là một lượt chơi trên lượt chuyển Và tối đa mỗi ngày là 5 lần trên ngày và 10 lần trên cả chương trình Tiếp theo là chuyển tiền đến ngân hàng thì chúng ta sẽ được 5 lượt chơi này Nạp tiền vào túi thần đài tối đa 1.000 thì các bạn sẽ được một lượt chơi Thanh toán khoản vay được một lượt chơi, thanh toán Tiki Lazada Rồi là nạp mua thẻ sẽ được một lượt dùng ví trả sau được một lượt đó chia sẻ lên Facebook thanh toán dịch vụ túi thần tài sẽ được mỗi cái một lượt Ok thì đây có là nhiều khá là nhiều nhiệm vụ để anh em có thể tham gia và có thể làm kèo này thì cái game này thì chúng ta chỉ cần chơi quen một chút là các bạn sẽ đạt được số điểm đấy đấy thì chúng ta có các cái phần quà trong cái quá trình mà các bạn chơi chúng ta nhảy chúng các cái phần quà thì có những phần quà lên tới là 900 mấy nghìn đấy đấy rồi ok thì đây là một cái game đầu tiên game thứ hai một cái game giúp các bạn có thể săn được các cái voucher cái voucher này thì dành cho những bạn mà chúng ta thường xuyên đặt hàng ở trên cái ứng dụng bellmin một cái ứng dụng bán đồ ăn rất là tiện lợi ở đây thì các bạn cũng sẽ kích vào phần chơi ngay thì con này thì chúng ta sẽ chơi giống như cái trò clap BeBird đấy chúng ta sẽ nháy vào màn hình để sao cho mà cái con cái nhân vật của chúng ta sẽ lọt vào ở trong này cái nhân vật của chúng ta sẽ uh, nhảy làm sao để có thể là vượt qua các cái chướng ngại vật. Và theo như mình thấy thì hiện tại thì trò này hình như là nó không giới hạn lượt chơi, anh em thích chơi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà trò này thì mình nghĩ là nó khó hơn cái trò kia. Đấy thì anh em có thể vào chơi và chúng ta sẽ nhận được các cái voucher. Voucher của Be bên cái uh, ứng dụng Beamin giúp các bạn có thể thanh toán đó ví dụ như mình được uh, 1.200 điểm thì mình sẽ được một cái voucher này cái voucher này có thể là thẻ nạp data voucher thanh toán hóa đơn hoặc là voucher bên Beamin đấy thì mình được một cái giảm 15.000 khi mà nạp data thì cái trò này ấy, cái game này thì sẽ uh, dành cho những anh em nào kiếm voucher nhá đó thì chúng ta đạt được các cái mốc như thế này thì các bạn sẽ nhận được từng cái voucher này đó thì đây là một cái game game này thì chỉ giúp các bạn kiếm được voucher thôi OK và vừa rồi thì mình đã review cho các bạn về hai cái game à, giúp các bạn có thể là chúng ta kiếm được tiền cũng như là kiếm được cái voucher đó. Thì đây chỉ là hai cái game giải trí trong cái sự kiện mới của MoMo thôi. Còn nếu anh em mà muốn kiếm nhiều tiền hơn thì các bạn sẽ đợi những cái kèo sau có những cái kèo ăn chia hay là những cái kèo nào mà nó ngon hơn. Bởi vì kèo này thì nói chung là cái mang cũng mang cái tính giải trí nó cao hơn. Ok và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.